Chào các bạn, trong bài hình trước chúng ta đã xây dựng được ba phương thức dùng để xử lý cho nhân viên văn phòng, đó là phương thức xử lý tiền phạt, phương thức xử lý trợ cấp và phương thức xử lý tiền lương. Thì trong phương thức xử lý tiền phạt này thì chúng ta tính là nếu số ngày vắng mà lớn hơn định mức vắng thì chúng ta sẽ lấy số ngày vắng chúng ta trừ cho định mức vắng, sau đó chúng ta nhân cho đơn giá phạt thì trong trường hợp này là nếu số ngày vắng lớn hơn định mức vắng còn trong trường hợp là cái số ngày vắng này nhỏ hơn định mức vắng thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không tính tiền phạt cho nhân viên này do đó trong trường hợp này chúng ta sẽ làm thêm một cái trường hợp nữa đó là eo trường hợp ngược lại này thì chúng ta sẽ return trở về giá trị là không có nghĩa là chúng ta không tính tiền phạt cho nhân viên văn phòng này và trong phương thức tính tiền lương của chúng ta là chúng ta sẽ lấy lương cơ bản, chúng ta nhân cho hệ số lương, sau đó là chúng ta trừ cho tiền phạt. Nếu nhân viên văn phòng nào mà có số ngày vắng lớn hơn định mức vắng thì sẽ bị tính tiền phạt. Thì lúc đó cái tiền phạt nó sẽ bằng là số ngày vắng trừ định mức vắng và nhân cho đơn giá phạt. Với cái đơn giá phạt của chúng ta chỗ này là 25.000 còn trong trường hợp nhân viên nào mà cái số ngày vắng này nhỏ hơn định mức vắng thì lúc bây giờ là cái tiền lương sẽ bằng lương cơ bản nhân cho hệ số lương mà không có bị trừ cái tiền hoạt còn đối với nhân viên văn phòng nào mà cái số ngày vắng lớn hơn định mức vắng thì lúc bây giờ cái tiền lương sẽ bằng lương cơ bản nhân hệ số lương và trừ cho cái tiền hoạt thì đó là bài thực hành hôm trước của chúng ta thì trong ví dụ về lát nhân viên này Cái phần đoạn code mà chúng ta test cái lát này Thì các bạn hãy khóa lại Tạm thời các bạn đóng cái đoạn code này lại Các bạn lưu trang web của chúng ta lại Thì đó là cách mà chúng ta xây dựng lát nhân viên văn phòng Và chúng ta xây dựng các phương thức gán giá trị và lấy giá trị của các thuộc tính bên trong lát nhân viên văn phòng và chúng ta cũng đã xây dựng cái phương thức khởi tạo nhân viên văn phòng bao gồm có các thuộc tính là họ tên ngày sinh ngày vào làm giới tính hệ số lương số con và số ngày vắng và chúng ta cũng đã xây dựng ba phương thức xử lý cho nhân viên văn phòng này đó là chúng ta tạo phương thức dùng để tính tiền phạt và phương thức tính trợ cấp nếu nhân viên nào là nhân viên nữ thì chúng ta sẽ có trợ cấp nhân thêm 1.2 Có nghĩa là chúng ta lấy số con chúng ta nhân 100 000 đồng thời chúng ta nhân cho 1.2 Và chúng ta cũng đã xây dựng được cái phương thức xử lý tiền lương Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn là các bạn hãy hoàn chỉnh lại cái lát nhân viên hồng này trong bài hình kế tiếp là chúng ta sẽ xây dựng lát nhân viên sản xuất. Chúc các bạn thực hành bài lát này thành công chào các bạn